Còn trên thị trường hàng hóa thì đóng cửa ngày giao dịch ngày hôm qua, chỉ số Mỹ VN Index tăng gần 0,6% lên mức là 2.479 điểm. Giá trị giao dịch của toàn sở đạt trên 4.900 tỷ đồng, cao hơn gần 20% so với mức trung bình của tháng 10. Dầu thô đã hồi phục rất mạnh mẽ trong ngày hôm qua sau 2 ngày giảm liên tiếp vào trước đó. Cụ thể thì đóng cửa phiên thì dầu WTI kỳ hạn tháng 12 trên sở NYMEX đã tăng hơn 2% và lên mức là 88,37 đô la Mỹ một tấn. Dầu Brent kỳ hạn tháng 1 năm sau trên sở ACE thì cũng tăng gần 2%. Ở chiều ngược lại thì giá khí tự nhiên ghi nhận đại giảm rất mạnh hơn 10% trong ngày hôm qua, xuống mức là 5,71 đô la Mỹ trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh. Như vậy là so với đầu tháng 9, giá của mặt hàng này đã giảm gần 40%. Còn ở thị trường trong nước, giá ga nội địa đã đảo chiều tăng từ ngày 1 tháng 11 với mức tăng là khoảng từ 20.000 cho tới 21.000 đồng mỗi bình 12 kg và khoảng 78.500 đồng đối với một bình 45 kg. Theo đó thì giá bán lẻ khi mà đến với tay của người tiêu dùng loại bình 12 kg ở khoảng là 425.000 đồng.